Vâng. Câu số 2. Khi Phật tử đi chùa cúng dường cho các ông thầy lừa, mặc dù họ chỉ là nạn nhân thôi, tại sao các thầy lửa phải xuống địa ngục hay làm hoa báo thì họ cũng phải đi theo? Mặc dù là nạn nhân, tại sao cũng phải chung hậu quả? Chúng ta biết là theo luật nhân quả mà ở thế gian này gọi là luật pháp. Khi một người đó phạm pháp thì các vị có trách nhiệm điều tra sẽ xem xét coi là người phạm pháp này có ai giúp đỡ không nếu như mà người này có bất kỳ người nào đó trợ giúp thì được gọi là đồng phạm khi đó sẽ bị liên lụy với tội phạm còn về luật nhân quả cõi âm cũng vậy người nào mà là người giúp đỡ cho người lừa đảo thì cũng phải chịu trách nhiệm với người lừa đảo này thôi bởi vậy cho nên đó đức phật có dạy hai ý như sau ý thứ nhất đó là đạo phật chủ trương là đạo nhân quả làm gì thì được quả nấy. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà chị làm ác thì chị sẽ gặp quả ác. Còn nếu như chị làm thiện thì chị gặp quả lành. Còn chị trồng cái gì thì sẽ lên cây nấy. Ở phần thứ hai trong đạo Phật có 6 pháp môn tu. Nếu như mà chị muốn thành thánh A La Hán thì chị đi tìm công thức tu để thành thánh A La Hán. Tương tự, nếu chị muốn thành giảng sư đạo Phật thì chỉ tìm sách học để thành giảng sư đạo Phật. Còn khi chỉ muốn thành kỹ sư đạo Phật thì chỉ tìm sách học để trở thành kỹ sư đạo Phật. Rồi khi mà mình muốn thành thần y đạo Phật thì tìm sách học thần y. Còn bằng mình muốn lên nước trời cực lạc vui chơi thì mình phải tìm hạt nghiệp phước đức dương mang lên nước trời cực lạc sử dụng để các vị tiên ở trên trời này họ sẽ dẫn mình đi vui chơi. Và khi chỉ muốn giác ngộ và giải thoát thì chị đi tìm sách về giác ngộ và giải thoát mà học Đây là nhân quả rõ ràng, không mơ hồ, không tưởng tượng Cũng như chị không cầu sinh ai ở trên trái đất này Bởi vì đây là nơi ngũ thú tộc cư Bao gồm người, thần, thánh tiên và ngạ quỷ Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo